Chuken Sentai Gekiranger quả thực là một trong những bộ Super Sentai có chất lượng hàng đầu, với dàn nhân vật chính diện, phản diện cực kỳ ấn tượng, các pha hành động, kỹ xảo đẹp mắt, âm nhạc bắt tai, cùng một mạch phim vô cùng mạch lạc, thú vị, căng thẳng xuyên suốt từ đầu tới cuối, là một câu chuyện cao trào, cảm động và cũng đầy bi tráng xoay quanh những quyền sư. Gekiranger là cuộc đối đầu không hồi kết giữa hai môn phái Gekijuken Beast Arts và Rinjuken Akugata để tìm ra chân lý cho mỗi phe để vươn tới đỉnh cao của võ học. Theo sát với mạch truyện của Chuken Sentai Gekiranger, ta có một đại sự kiện xuyên suốt kéo dài từ xa xưa cho tới hiện tại, là cuộc cách mạng để hai phe phái Kích Thú Quyền và Lâm Thú Quyền phân định xem chính nghĩa của ai mới là đúng đắn, mới là bất bại. Đó chính là Kích Lâm Đại Loạn. Vậy Kích Lâm Đại Loạn là gì? Và những gì đã xảy ra ở trong sự kiện đó? Hôm nay hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu rõ hơn nhé. Lưu ý, video sẽ có tiết lộ rất nhiều nội dung có trong phim, vậy nên đây là cảnh báo spoiler dành cho những bạn chưa xem phim. Các bạn hãy tìm xem bộ phim này trước để có được trải nghiệm tốt nhất nhé. Ok, giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Trước tiên, ta cần phải hiểu rõ Kích Lâm Đại Loạn có nghĩa là gì. Từ Kích Lâm ở đây chính là từ ghép để ám chỉ cho hai môn phái Kích Thú Quyền Gekijuken và Lâm Thú Quyền Rinjuken, tương ứng với hai thế lực võ học chính trong bộ phim này. Kích Lâm Đại Loạn là sự kiện mà những quyền sư xuất sắc nhất của hai môn phái đứng ra tỉ thí võ thuật với nhau, thề trên danh dự của bản thân và sự tôn nghiêm của môn phái. Trong phim, lần đầu ta biết tới khái niệm Kích Lâm Đại Loạn trong tập 19 khi Ryo ra mặt chiến đấu tay đôi với nhóm Gekiranger. Đây là cột mốc để Ryo vứt bỏ đi những tàn dư của Gekijuken bên trong mình, để đường đường chính chính bước trên con đường của người kế thừa tinh hoa Rinjuken Akugata. Ngược lại, nhóm Gekiranger nhận lời thách đấu để ngăn chặn Ryo, bảo vệ cho sư phụ của mình, Master Shafu, cũng như an nguy của nhân loại. Để dễ hình dung, Kích Lâm Đại Loạn không đơn thuần chỉ là cuộc tỉ thí võ công giữa hai môn phái, nó còn mang tính cách mạng nhiều hơn, như để khẳng định sự tôn nghiêm của từng môn phái, để quyết định xem lý tưởng của bên nào thực sự có chỗ đứng trong lịch sử của võ học. Để tìm hiểu sâu hơn về Kích Lâm Đại Loạn, ta cùng ngược dòng về quá khứ, về thời điểm mà quyền thú được ra đời, khi sư tổ Brusai khai sinh môn phái và thu nạp 10 đệ tử chân truyền tại Thú Nguyên Quán. Thập đại đệ tử sống và học hỏi dựa trên tư tưởng và lẽ sống từ sư tổ, ngày ngày rèn luyện võ công để cùng nhau đạt tới đỉnh cao. Trong số thập đại đệ tử, có hai quyền sư xuất sắc nhất là Miêu quyền sư Shafu và Ma Hùng quyền sư Maku, những người giàu tiềm năng nhất để có thể kế thừa lại ý chí và di nguyện của sư tổ Brusai. Theo lời của Maku, lẽ ra ban đầu Shafu là người được sư tổ lựa chọn, nhưng tự cảm thấy bản thân chưa đủ xứng đáng đã để cơ hội đó lại cho Maku. Không chấp nhận sự thương hại, coi đấy là một điều sỉ nhục, sự phẫn nộ trong Maku trỗi dậy, hắn trở nên bất mãn với sư tổ Brusai. Hắn muốn bản thân phải trở thành kẻ mạnh nhất, không ai có thể vượt qua được. Với hai đồng minh trong nhóm là Ma Ưng quyền sư Kata và Hải Triết quyền sư Rageku, cả ba trở thành tam quyền ma, cùng nhau thực hiện mưu đồ làm phản, ám sát sư tổ Brusai, rồi cùng nhau khai sinh ra môn phái Lâm Thú Quyền Akugata. Để báo thù cho sư phụ quá cố, bảy quyền sư còn lại tụ họp với nhau, nhân danh Kích Thú Quyền thách đấu với nhóm phản đồ, tạo nên đại sự kiện Kích Lâm Đại Loạn đầu tiên trong lịch sử của quyền thú. Trước sức mạnh áp đảo của ba kẻ đã vứt bỏ đi nhân tính, bảy quyền sư buộc phải sử dụng tới cấm thuật thú thú toàn dạng biến, trở thành thất quyền thánh để đủ sức đối chọi với sức mạnh đáng sợ từ tam quyền ma. Sau cùng, mang theo di nguyện từ sư tổ quá cố, thất quyền thánh đã đặt dấu chấm hết cho dã tâm của ba quyền sư sa ngã và giam linh hồn của bọn họ vào ba chiếc vòng. Kích Lâm Đại Loạn thời quá khứ tạm thời kết thúc với phần thắng nghiêng về Kích Thú Quyền. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn về Kích Lâm Đại Loạn ở thời hiện đại, ta quay ngược lại về quá khứ của hai nhân vật chủ chốt trong đại sự kiện thời hiện đại này là Ryo và Chang, cùng thế lực bóng tối phía sau đã ngấm ngầm châm ngòi cho mọi sự kiện diễn ra trong Gekiranger, Long. Từ thiên cổ xa xưa, tồn tại một ác long bất tử, đôi khi là kẻ dẫn đường, đôi khi là kẻ thao túng, là sinh vật huyền thoại đã được truyền miệng trong hàng loạt những câu chuyện cổ xưa của cả phương Đông và phương Tây, thần thú Long. Bị nguyền rủa bởi sự bất tử của chính mình, Long cảm thấy vô cùng nhàm chán và quyết định vẽ ra một kịch bản tinh vi hòng biến con người thành những quân cờ, trở thành thú tiêu khiển cho dã tâm của hắn. Nhận thấy cậu nhóc Ryo là nhân tố ngàn năm có một,
Long đã quyết định tàn sát toàn bộ gia đình cậu trong một ngày mưa bão, gieo vào cho Rio nỗi ám ảnh của sự bất lực khi trơ mắt đứng nhìn những người thân bị sát hại. Từ đó, Rio trở thành một kẻ thèm khát sức mạnh, không từ mọi thủ đoạn để có thể trở nên mạnh hơn. Ở thời điểm Kekichuken được phục dựng và phát triển dưới tay của thất quyền thánh, miêu quyền sư Shafu có 4 đệ tử chân truyền, đó là Rio, Go, Miki và huynh trưởng Đan Bạch Hổ. Với tài đức vẹn toàn, Đan là cái bóng quá lớn để Rio có thể vượt qua. Trong lần tỉ thí cuối cùng, sau khi Rio đã từ bỏ môn phái để đi theo Lâm Thú Quyền, Đan đã bị hạ gục khi đang trọng thương. Chiến thắng một cách đầy mỉa mai như vậy là sự xúc phạm quá lớn dành cho một kẻ có cái tôi cao như Rio. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, và sự dây dứt vẫn theo hắn cho tới tận mãi về sau, ở thời điểm hiện tại khi những sự kiện trong phim được diễn ra. Xong, Đan có một người con trai là Kandojan, người sau này trở thành Gekiret của nhóm Gekiranger, người được Đan kỳ vọng một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước Rio và giải quyết nốt những ân oán còn đang dang dở. Về phía Jan, tuổi thơ của cậu cũng đã sớm nhuốm màu đau thương bởi những kế hoạch và dã tâm của Long. Trên con đường biến Rio trở thành thần hủy diệt, sự tồn tại của Bạch Hổ Đan cũng như máu mủ của ông là điều tối kỵ. Do đó, Long đã đánh trọng thương Đan, dẫn tới cái kết của ông sau này, đồng thời tìm cách tiêu diệt luôn cả vợ con ông. Xong, Jan may mắn sống sót được, dần dần trưởng thành và trở thành Gekiret. Và đúng như di nguyện của Đan để lại, khi nhóm Gekiranger tập hợp, kỳ phùng địch thủ của Rio, truyền nhân của Bạch Hổ, Kandojan đã xuất hiện trước mắt hắn. Thời điểm này, Rio hóa giải phong ấn cho nhị đại quyền ma là ma ưng quyền sư Kata và hải chiết quyền sư Rageku để lĩnh hội thêm tinh hoa Lâm Thú Quyền bằng sức mạnh từ lòng đố kỵ và sự hận thù. Và để rũ bỏ mọi vương vất đối với Gekichuken, Rio đã so tài tỉ thí với nhóm Gekiranger. Đây chính là màn 1 của kích lâm đại loạn thời hiện đại. Và như những gì đã diễn ra ở trên phim, sau khi dễ dàng áp đảo bộ ba tâm kỹ thể, Rio đã cho họ thêm 3 ngày để có thể vận được Kageki và quay lại tỉ thí với hắn trận quyết định. Bằng sức mạnh của tình đồng đội, bằng sự bù trừ những thiếu sót cho nhau và bằng tinh thần muốn bảo vệ cho nhân loại, cho những kẻ yếu thế hơn, nhóm Gekiranger đã vận thành công Kageki, trở thành Super Gekiranger và nhanh chóng đánh bại Rio. Kịch lầm đại loạn thời hiện đại, màn 1 khép lại về chiến thắng một lần nữa thuộc về kích thú quyền. Đại bại trước Gekiranger và nhận ra sức mạnh hiện tại vẫn còn là chưa đủ, Rio hồi sinh nốt vị quyền ma còn lại, ma hùng quyền sư Maku, để tìm cách lĩnh hội Dorinki hay nộ lâm khí, một dạng khí tương tự như Kageki của Gekichuken nhưng được vận bằng sự phẫn nộ. Tuy đã có thể tự mình vận được Dorinki mà không cần tới Maku, song Hắc Sư Tử Rio vẫn chưa đủ thực lực để có thể vượt qua trưởng môn phái thật sự của Lâm Thú Quyền. Rio và Mele khi đó được Long mách bảo tới Thú Nguyên Quán để tìm ra vị thần của quyền thú. Theo sau Rio còn có cả Tam Quyền Ma, Thất Quyền Thánh và nhóm Gekiranger cũng đang tới. Tất cả cùng hướng về nơi khởi nguyên của quyền thú. Và đây chính là nơi mà kích lâm đại loạn màn 2 của thời hiện đại diễn ra. Để ngăn chặn Tam Quyền Ma cũng như Rio, Mele không đi sâu hơn vào cội nguồn linh thiêng của Thú Quyền, Thất Quyền Thánh đã ra mặt ngăn chặn. Trận tỉ thí này cũng chính là để giải quyết những ân oán còn dang dở giữa Thất Quyền Thánh và Tam Quyền Ma. Xong, trước sức mạnh quá đáng sợ của Ma Cư, Thất Quyền Thánh đã dễ dàng bị áp đảo và hạ gục, đồng thời bị Tam Quyền Ma sử dụng bí kỹ Động Khốc Cầu phong ấn lại. Và rồi, kích lâm đại loạn màn 2 trở thành cuộc chiến giữa Tam Quyền Ma và nhóm Gekiranger, những người kế thừa di nguyện của sư tổ Brusai và Thất Quyền Thánh. Bằng việc đánh thức thành thú Sidain, tất cả những quyền sư chân chính, bao gồm cả Rio và Mele, được linh hồn của sư tổ Brusai ban phước và dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các Gekiranger nhờ đó mà nhanh chóng đánh bại ma ưng quyền sư Kata. Sau khi được ban phước và trở nên mạnh hơn, tự tin rằng bản thân đã đủ thực lực để vượt mặt Maku, Rio khiêu khích Jan mau chóng đánh bại Maku để kết thúc trận kích lâm đại loạn cũ rích đang giáng dở giữa các sư phụ, mở ra một trận kích lâm đại loạn mới cho riêng hắn và Jan, hai kỳ phùng địch thủ. Và không có gì bất ngờ, nhóm Gekiranger đã hạ gục được ma hùng quyền sư Maku. Tới đây, vai trò của Tam Quyền Ma coi như đã kết thúc. Long ra mặt và nhanh chóng lấy mạng hải chiết quyền sư Rageku. Kích lâm đại loạn của thời hiện đại, màn 2, chính thức khép lại với phần thắng thuộc về kích thú quyền. Một điều thú vị cần phải được nhắc tới, khi xưa cũng chính Long là kẻ đã thao túng Maku, gián tiếp tạo ra Lâm Thú Quyền, sự khai sinh của Tam Quyền Ma, cũng như trận kích lâm đại loạn đầu tiên trong lịch sử của quyền thú. Và rồi ở hiện tại, khi mọi thứ đã hết giá trị lợi dụng, hắn ta lại chính là kẻ ra mặt để tự mình đặt dấu chấm hết cho nó.
Sau cùng, trong đại sự kiện Kích Lâm Đại Loạn là cuộc đối đầu giữa hai kẻ không đội trời chung là Ryo và Chan. Ở thời điểm này, Long đã thao túng Ryo từ bỏ Lâm Thú Quyền để lãnh hội sức mạnh to lớn hơn là Genjuken hay Huyền Thú Quyền, khai thác sức mạnh từ những loài sinh vật trong truyền thuyết thay vì môn thú thông thường. Và rồi, Ryo trở thành huyền thú điểu sư quyền sư, với sự hậu thuẫn, hộ vệ từ tứ huyền tướng. Nếu xét trên danh nghĩa, đây khó có thể coi là một trận Kích Lâm Đại Loạn, bởi khi này, Ryo đã từ bỏ Lâm Thú Quyền để lãnh hội Huyền Thú Quyền. Về danh nghĩa, anh không còn thực sự đại diện cho Lâm Thú Quyền nữa. Song nếu nhìn vào thực tế, đây hoàn toàn có thể coi là một trận Kích Lâm Đại Loạn tiếp theo, khi nó được cầm trịch bởi hai gương mặt xuất sắc nhất trong hai môn phái Kích Thú Quyền và Lâm Thú Quyền, đó là Chan và Ryo. Ở trận tỉ thí sau cùng này, người giành phần thắng là Chan. Cậu đã hoàn thành được di nguyện của cha là ngăn chặn dã tâm của Ryo. Sau khi bại trận, huyền khí trong Ryo bộc phát một sức mạnh khủng khiếp, biến anh trở thành thần hủy diệt, đúng theo kế hoạch của Long. Song, niềm vấn vương phàm trần là tình cảm của anh dành cho Mele đã kéo Ryo trở lại, phá vỡ kế hoạch ban đầu của Long. Khi nhận ra được bản thân xưa nay chỉ là quân cờ trong kế hoạch mua vui của Long, Ryo và Mele đã trở về đứng chung chiến tuyến với nhóm Gekiranger để ngăn chặn Long một lần và mãi mãi. Tới thời điểm này, ranh giới giữa Lâm Thú Quyền và Kích Thú Quyền gần như đã được xóa nhòa để trở về với bản chất vốn có của nó khi được sư tổ Brucei sáng lập, đó là Thú Quyền. Song, sau tất cả những tội ác mà Ryo và Mele đã gây ra, họ không thể dễ dàng trở về và được chào đón như vậy được. Do đó, quyền phán đã được tổ chức, với Ran và Retsu là hai gương mặt đại diện đứng ra đặt cược tính mạng để phán xét hai kẻ tội đồ. Trên danh nghĩa, trận chiến này sẽ là cột mốc sau cùng để gột rửa tội lỗi cho Ryo, Mele, là dấu chấm hết cho Lâm Thú Quyền, đồng thời là bức màn khép lại cho Kích Lâm Đại Loạn đã kéo dài dai dẳng suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, với sự bất tử của mình, Long đã xen ngang trận chiến, buộc cho Ryo và Mele phải hy sinh thân mình để tìm cách ngăn chặn hắn. Trước khi tung đòn cảm tử, Ryo đã toàn lâm truyền thụ tất cả những tinh hoa của Lâm Thú Quyền cho bộ ba tâm kỹ thể của Gekiranger. Sự hy sinh của hai trụ cột sau cùng trong Lâm Thú Quyền là Ryo và Mele, cũng như việc bộ ba Gekiranger được toàn lâm truyền thụ, chính là dấu chấm hết chính thức cho Lâm Thú Quyền. Sáp nhập Kích Thú Quyền và Lâm Thú Quyền trở về với bản chất vốn có ban đầu của nó, và cũng là cái kết cho những mâu thuẫn đã kéo dài suốt nhiều năm đằng đẵng giữa hai môn phái. Và từ đó, Kích Lâm Đại Loạn chính thức được khép lại. Nhìn chung, Kích Lâm Đại Loạn và mối quan hệ giữa Genjuken và Rinjuken có phần khá tương tự với hai môn phái trong bộ Sentai tiền bối Nippu Sentai Harikenger, là học phái Tật Phong và học phái Tấn Lôi. Cả hai cặp môn phái này đều là kỳ phùng địch thủ của nhau và đều đi đến kết quả xóa bỏ hiểm khích cũ trong câu chuyện của họ. Tuy nhiên, kết cục của học phái Tấn Lôi có phần sáng sủa hơn khi mà họ vẫn còn người kế tục và được hợp nhất thành phái Nhẫn Giả Vũ Trụ Thống Nhất. Vậy, trên đây là tất cả những thông tin xoay quanh Kích Lâm Đại Loạn, đại sự kiện chạy xuyên suốt hành trình lịch sử của quyền thú, là mối mâu thuẫn thiên thu giữa hai môn phái không đội trời chung là Kích Thú Quyền Genjuken và Lâm Thú Quyền Rinjuken trên hành trình đạt tới đỉnh cao võ học. Đây là đại sự kiện mang quy mô và ý nghĩa vô cùng lớn trong Gekiranger, là một trong những giá trị hiện hữu dễ thấy nhất mà phần cốt truyện của bộ phim đã đem lại, đồng thời khẳng định được vị thế của kẻ phản diện trung tâm, Long, khi đã một tay thao túng và dàn xếp mọi sự kiện diễn ra trong lịch sử của quyền thú. Tất cả tạo thành giá trị cốt lõi cho những gì đã khiến chúng ta yêu thích ở Gekiranger. Vậy cá nhân bạn thấy sao về bộ phim Gekiranger cũng như đại sự kiện này? Chúng mình có vô tình bỏ sót chi tiết nào hay không? Hãy để lại comment ở phần bên dưới để cùng bàn luận và chia sẻ nhé. Đừng quên like, share và subscribe nếu thấy video này bổ ích. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mong sớm được gặp lại các bạn trong những dự án độc lập tiếp theo. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!